Các bạn, mình đang ở cái reception của một cái khách sạn này, anh đẹp không? Ở thành phố Phú Yên. Hôm nay mình chia sẻ với mọi người một cái chủ đề rất nhiều nhà đầu tư, chữ đầu tư này mình bỏ trong ngoặc nha. Có thể các bạn nói cái này là đầu cơ cũng được đó. Khi mà họ cũng có thể là họ hiểu về kinh doanh và họ hiểu về đầu tư nhưng mà họ liều mạng làm các bạn. Mình chia sẻ với các bạn hai ví dụ. Cái ví dụ thứ nhất á là mình có những cái người mà mình quen á thì họ đầu tư đất, mua đất không à, người ta mua nhà, người ta mua đất mà người ta mua lụi á, người ta mua khi mà dự án nó không có sổ họ người ta cũng mua, hoặc là những cái dự án mà coi như họ thấy lợi nhiều á, có thể là lợi có khi bạn mua một nhưng mà có thể bạn bán 10 lần, nó rất là nhiều. Nhưng mà người ta bất chấp mọi rủi ro, họ cứ cố gắng họ mua cho bằng được. Cho dù ký giấy tay cũng được, họ cũng vẫn mua. Không có sổ đỏ, họ vẫn mua. Nói chung là họ cứ thấy lợi là họ làm thôi. Nhưng mà họ không biết được cái hậu quả các bạn. Những nhà đầu tư như thế này á, mình gọi là những nhà đầu tư bất chấp. Tại sao mình dùng từ bất chấp? Có nghĩa là họ thấy lợi là họ nhào vô họ làm thôi. Họ không có nghĩ là nếu mà mình chôn vốn như vậy, hoặc là mình đi vay ngân hàng như vậy, thì bao lâu mình sẽ trụ nổi. Có khi là họ vay 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ, có khi cả 100 tỷ luôn. Họ vay và họ chấp nhận đóng lãi các bạn. Họ chỉ cầu mong và cầu nguyện để cho cái bất động sản của họ nó lên giá. Kiểu đầu tư này là rất là nguy hiểm nha mọi người. Các bạn không nên bắt chước và làm theo những cái người này. Có thể là họ nói họ lời rất là nhiều, nhưng mà không nên bất chấp làm những cái việc đó các bạn. Những cái việc này làm như vậy là rất là nguy hiểm. Và nếu mà một cái dự án của bạn bị lỗ, hoặc là một dự án của bạn nó bị ngâm, thì có nghĩa là một cái mô hình kinh doanh hoặc là một cái dự án nó ngâm là coi như là bạn vĩnh viễn, và có thể là bạn sẽ tuyên bố phá sản và có thể là bỏ xứ ra đi luôn đó các bạn. Có thể là lúc này là sẽ trốn chui trốn nhủi rồi mới công tại sao mình cực khổ kinh doanh và mình sao mình không thấy kinh doanh một cách vui vẻ, và mình đâu có thiếu ăn thiếu mặc đâu, tại sao mình bất chấp để làm giàu như vậy? Các bạn hãy thử nghĩ coi mình có nên như vậy không. Đang sống với gia đình đang vui vẻ, cái tự nhiên đùng phát phá sản. Và nợ chồng chất vậy thì đâu có được, đúng không? Bạn làm gì cũng phải không nên giàu bất chấp các bạn. Làm giàu bất chấp là không có nên. Làm giàu phải một cách vững chắc. Sự giàu có của bạn bền vững, có cơ sở và bạn có kiến thức chứ không có giàu bất chấp. Mình sẽ kể các bạn thêm một cái ví dụ thứ hai nha. Thấy cái bình hồ lô đẹp quá. Ví dụ thứ hai là một cái cũng kinh doanh bất động sản luôn, nhưng mà họ kinh doanh bất động sản, họ không mua đất nữa mà là họ mua, gọi là họ đầu tư đất xong rồi họ sẽ đầu tư thêm tiền để họ xây khách sạn. Khi cái dự án của họ xây phần thô xong rồi thì họ hết tiền các bạn. Họ dự đoán cái dự án đó khoảng chừng 50 tỷ để họ xây hết từ A tới Z, nhưng mà họ xây hết 50 tỷ luôn là coi như không có tiền để họ xây trang trí, rồi không có tiền để họ hoàn thiện phần furniture, phần trang trí đồ đạc, giống như gọi là furniture nè các bạn. Đó, phần đồ gỗ hay gì đó trong nhà. Rồi không có tiền để tiếp tục làm cái đó thì cái dự án đó của họ bị treo. Dự án bị treo một thời gian thì bắt sao các bạn? Họ không có tiền họ đầu tư, họ chỉ có đủ tiền mua đất, thì những cái tiền người ta bỏ ra 50 tỷ để người ta xây dựng phần thô đó là người ta phải vay ngân hàng. Khi người ta vay ngân hàng, người ta phải đóng lãi các bạn. Không có tiền đóng tiền lãi cho ngân hàng nữa thì chuyện gì xảy ra các bạn? Thì sẽ bị ngân hàng, một là họ sẽ bán lại cái dự án kinh doanh đó cho những người khác, hai là tuyên bố phá sản thôi các bạn. Đó, đây cũng là một cái việc các bạn ra kinh doanh, các bạn gọi là chưa đủ vốn, hoặc là các bạn tính toán chưa có đúng, nên các bạn ra các bạn xây dựng một cái hệ thống, hay là bạn xây dựng một cái gì đó mình không biết, nhưng mà miễn sao các bạn bỏ tiền đó bạn xây, bạn phải tính toán gọi là cái nguy hiểm đó. Ví dụ như bạn tính là 50 tỷ nhưng mà bạn phải luôn luôn phải nghĩ ra là 60 tỷ, phải có rủi ro, phải có 20% thêm như nữa các bạn. Lỡ mà nếu mình không có đủ tiền đó thì coi như mình làm sao? Mà ngân hàng nó đã cho vay bạn maximum là 50 tỷ thì lấy tiền đâu ra để hoàn thiện? Và nếu bạn mất như vậy, ngoài ra bạn còn mất thêm nữa, nếu mà bạn xây dựng kịp tín độ thì cái vấn đề là bạn có thu nhập, bạn xây dựng cái khách sạn nó lên, hoặc bạn xây dựng cái nhà hàng nó lên xong rồi bạn có thể là bạn bán cho người ta vô người ta sử dụng, thì bạn có tiền, cái dòng tiền nó chảy mỗi ngày. Còn nếu khi này bị phá sản thì coi như làm sao mà có thể mà có được những cái đồng tiền đó, thì cái đồng tiền đó nó
thứ nhất là bạn không trả được lãi, không trả được cái nợ của ngân hàng, không trả được cái tiền nợ, tiền vay nữa, thì cuối cùng là một cách đầu tư rất là nguy hiểm các bạn. Đó, mình chia sẻ với các bạn hai cái mô hình mà những cái người mình biết đã từng làm sai, để mong là các bạn không bị vướng một trong hai cái vấn đề này. Thì lúc nào nếu mà bạn bắt đầu các bạn làm kinh doanh thì các bạn cũng có thể là yêu cầu hoặc là có thể là thuê một cái nhà đầu tư nào đó để người ta làm cho cái công trình của bạn, và làm sao là để ký hợp đồng cho nó, gọi là phải bạn phải kiểm tra người ta làm như thế nào để đúng hợp đồng các bạn. Và thứ hai nữa là phải đúng thời gian để tiến độ. Tại bạn tính toán mà sai một tí xíu là coi như là sai một ly rồi đi một dặm. Và nói chung là bạn cần phải có một cái nhà đầu tư gọi là angel investor, để có vấn đề gì xảy ra còn bạn còn dùng những cái nhà đầu tư đó để giúp bạn có được vốn để hoàn thiện công trình, để các bạn cái dự án của kinh doanh của bạn nó không đi đến cái lỗ các bạn. Bạn cứ tưởng tượng nếu mà bạn kinh doanh vậy, bạn xây những căn hộ phần thô bạn bán là bạn đã có tiền rồi, nhưng mà đây bạn xây khách sạn thì làm sao mà bạn bán được đó. Làm gì bạn cũng phải tính phương án A, phương án B. Khi mà A không được, bạn phải xử qua thành phương án B liền các bạn. Và luôn luôn phải có nhà đầu tư backup để các bạn có thể làm được những cái dự án kinh doanh mà không có sợ vấn đề này xảy ra, vấn đề kia xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tương lai của các bạn và cái vấn đề đầu tư của bạn. Và làm gì làm thì đầu tư, hãy học những kiến thức đầu tư cho nó chính xác, chứ không có đầu tư lụi các bạn. Những cái nhà đầu tư đó gọi là đầu cơ chứ không phải đầu tư, mà họ làm họ có kế hoạch, mà thật sự là kế hoạch của họ, họ chưa ghi hết tất cả những cái rủi ro. Bạn hãy phân tích tất cả cái dự án kinh doanh của bạn để các bạn có được những cái vấn đề gọi là những cái dự án kinh doanh bất động sản của bạn, để bạn không có bị phạm những cái sai lầm như những cái người mà mình mới nói. Chào bạn và bạn các bạn.